cư đó nó đi lòng vòng đi vào những cái hồ, cái khu ở trong này này. Alo, buổi chiều mà mày hỏi lại nhé, buổi chiều mà hỏi không đấy. Buổi trưa là chắc nó muốn rủ lên đánh bài á. Tao đang ở trên Long Thành, tao còn hả?